Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện học đường. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp khiến nhịp sống sinh hoạt của mọi người đều bị ảnh hưởng, trong đó có việc học tập của các bạn học sinh. Ngành giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu đã tạm dừng việc dạy và học trực tiếp để phòng chống dịch. Không thể đến trường, thầy và trò tiếp tục với những giờ học trực tuyến. Không còn sự bỡ ngỡ như thời gian bắt đầu bùng phát dịch COVID-19 đầu năm 2020. Việc học trực tuyến đã được các em học sinh, các thầy cô và phụ huynh đón nhận một cách nhẹ nhàng hơn. Không những vậy, chủ động với các giờ học gián tiếp qua mạng Internet đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Thậm chí trong thời gian giãn cách do dịch COVID-19, một xu hướng mới đang trở thành trào lưu trong các bạn trẻ trên thế giới. Cũng như Việt Nam, đó là thực hiện các kênh YouTube với chủ đề Học cùng tôi, Study with me, tạo cho các bạn học sinh sự hứng thú, không có cảm giác phải học một mình. Đây là một tiết học online của thầy và trò trường Trung học cơ sở Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu. Bài học được giáo viên hướng dẫn một cách khái quát, đi sâu vào trọng tâm, trọng điểm, giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản một cách nhanh nhất. Không có những hình ảnh minh họa, không phần thảo luận nhóm như những buổi học trực tiếp, mà thay vào đó là các bài tập mang tính hệ thống để học sinh làm ngay tại lớp. Tuy nhiên, phần kiến thức lại được mở rộng mang tính chất tăng tính chủ động cho người học, để các em tự tư duy về những vấn đề mà bài học đặt ra. Chủ động trong học tập thì trước hết là nó cũng rèn luyện cho ta cái thói quen học rất là tốt. Đó là, cũng là một phương pháp học rất là hiệu quả đối với các bạn học sinh. Theo em thì em thấy cái việc mà học trước ở trên Internet ấy, thì thứ nhất là nó sẽ tăng cái sự chủ động cho các bạn, bởi vì các bạn sẽ tiếp thu được kiến thức trước. Và ngoài ra thì trên mạng nó cái sự đa dạng về thông tin á, thì có rất là nhiều thông tin hữu ích ở trên mạng. Thì theo em thì nó sẽ mở rộng hơn về cái sự hiểu biết của các bạn về cái lĩnh vực mà các bạn đang tìm hiểu. Thưa quý vị, khi dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, ngành giáo dục đã có văn bản cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng tránh dịch, thực hiện dạy học trên mạng Internet, đảm bảo đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng để hoàn tất chương trình năm học 2020-2021 theo quy định. Như vậy, ngành giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu đã có sự chủ động việc dạy và học trong tình hình bình thường mới. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng phương pháp học trực tuyến không đem lại hiệu quả. Và ngày hôm nay thì chương trình đã có sự kết nối với thầy Nguyễn Văn Ba là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để có những trao đổi xoay quanh vấn đề này. Xin được chào thầy ạ và cảm ơn thầy đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa thầy, thầy có thể cho biết là sự khác biệt giữa học online và các buổi học trực tiếp thì nó khác nhau như thế nào ạ? Về việc mà dạy học online và trực tiếp thì dạy online đó thì ngày 30 tháng 3 2021 thì Bộ Giáo dục đã có cái thông tư 09 về vấn đề hướng dẫn việc dạy học online, quản lý cũng như là tổ chức kiểm tra đánh giá và tổ chức dạy học như thế nào. Về dạy truyền thống cũng vậy. Thì giữa hai cái việc dạy trực tiếp, đó là việc thầy cô giáo dạy trên lớp, tại lớp, thông qua các cái hoạt động dạy học và hoạt động học của học trò. Còn riêng dạy học online, tức là dùng một cái hệ thống phần mềm trong quản lý dạy và học thông qua các cái công cụ công nghệ thông tin và phần mềm tổ chức quản lý để tổ chức dạy học online. Phương pháp nào cũng dạy, việc dạy trực tiếp hay dạy online cũng dạy, quan trọng vấn đề ở đây đó là cái gì? Là cái phương pháp cách thức tổ chức dạy học của người giáo viên đó là giống nhau. Là thầy giáo phải là tổ chức các hoạt động học cho học sinh, hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát học sinh tổ chức hoạt động học. Chỉ có cái khác, trực tiếp, dạy trực tiếp trên lớp thì giáo viên sẽ kiểm tra và giám sát hỗ trợ đến từng học sinh và tương tác trực tiếp cụ thể với các em. Còn qua cái online thì hướng dẫn thông qua mạng Internet hoặc là các tài liệu hướng dẫn chuẩn bị trước để giáo viên hỗ trợ và hướng dẫn cho các em, cũng như đặt vấn đề câu hỏi tương tác các em thì phải thông qua mạng Internet hoặc là qua là các cái phần mềm dạy học.
Dạ thưa thầy, như vậy thì khi mà chúng ta tập cho các em học sinh thói quen chủ động trong học tập thì sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Và trong đó thì có thể tạo cho các em tính tự giác, là chủ động trong học tập. Vậy thì để có cái sự chủ động này thì theo thầy, các giáo viên cũng như là học sinh sẽ có cái sự chuẩn bị như thế nào ạ? Thì theo thông tư 09 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là quy định việc dạy online là thực hiện một cái hệ thống phần mềm. Như vậy về nguyên tắc là thầy, cô giáo và học sinh chúng ta cần có một cái phần mềm dạy học. Thứ hai đó là các cái trang thiết bị công nghệ thông tin, như đã nói đó là máy vi tính, iPad, điện thoại, vân vân. Và đồng thời là phải có các cái đường truyền Internet hoặc là 3G, 5G. Tuy nhiên như đã nói, dạy online tương tác là tương tác qua mạng. Vì vậy thì giáo viên phải cần có một cái nội dung, biên soạn nội dung cụ thể theo bài, theo chương hay theo học phần để ôn tập hay dạy kiến thức mới cho các em. Và trước khi tổ chức dạy online thì giáo viên phải chuyển cái nội dung ôn tập hay nội dung kiến thức cần dạy trước cho học sinh để các em chuẩn bị bài. Và sau đó thì giáo viên mới tiến hành thực hiện cái tiết dạy của mình theo kế hoạch đã đề ra. Và học sinh căn cứ vào các cái nội dung mà giáo viên giao nhiệm vụ sẽ thực hiện các cái hoạt động học trong giờ học online tốt hơn. Dạ, xin được cảm ơn thầy Nguyễn Văn Ba và chúng ta sẽ gặp lại thầy ở nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, nếu như thực hiện được vậy thì rõ ràng là những buổi học trực tuyến sẽ đem lại hiệu quả khá cao. Nhưng để tổ chức những giờ học như vậy, vai trò của thầy cô, những người hướng dẫn là rất quan trọng. Chúng ta sẽ gặp gỡ cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên bộ môn lịch sử của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Bà Rịa. Cô sẽ chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng bài dạy. Môn học sử vốn được xem là môn phụ, vì vậy không ít học sinh khi học tập môn học này cũng không chú trọng lắm. Hôm nay, cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên môn lịch sử trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Bà Rịa, hướng dẫn cho học sinh học bài học lịch sử về địa phương. Những kiến thức từ sách giáo khoa được cô Hồng chuyển thành các dạng bài tập để các em học sinh có thể áp dụng thực tế. Cô còn hướng dẫn cho các bạn học sinh cách để tra cứu thông tin trên mạng, đồng thời đưa ra những bài tập thực hành để các em thảo luận trong giờ học. Các em vừa tham khảo sách, vừa ứng dụng yêu cầu của giáo viên để thực hành trên máy cá nhân. Sau đó, đọc bài trực tuyến ngay cho cô giáo khi kết thúc giờ học. Không đến lớp, không tập trung đông, không tương tác trực tiếp thầy trò, nhưng bài học và bài kiểm tra được thực hiện đầy đủ và chất lượng. Còn với các bạn học sinh, qua phần hướng dẫn, tuy là dạy trực tuyến của cô giáo, nhưng các em cảm thấy hứng thú và chăm chú với bài học. Trong cái thời đại bây giờ, học sinh được tiếp cận với cái công nghệ và tiếp cận với mạng khoa học xã hội thì rất là phong phú, cho nên để mà làm tăng tính chủ động cho học sinh. Cái điểm tích cực ở đây thì em nghĩ là học sinh sẽ hứng khởi hơn, bởi vì có thể tất cả các môn đều sử dụng dạy học online. Vậy khi mà sử dụng dạy học online như vậy thì bản thân giáo viên bộ môn cũng phải trau chuốt về ngôn ngữ, về hình ảnh và đặc biệt là tư liệu để cung cấp cho các em. Em nghĩ là thầy cô nên tổ chức những cái khóa hoạt động học đặc biệt, rồi là tạo các buổi tranh luận ở trên lớp này hoặc là trên mạng xã hội này cũng được, rồi nên dạy bằng những cái phần mềm trình chiếu để có thể là cung cấp cho các em chi tiết thông tin nhất để học hỏi, tiếp thu thêm nhiều thông tin khác. Một ví dụ hết sức cụ thể và sinh động để khơi gợi cho các em học sinh tính chủ động trong học tập khi giảng dạy bằng hình thức trực tuyến, phải không ạ? Kể cả là khi các em không thể đến lớp học như thường thì các giờ học vẫn rất là thú vị và hiệu quả tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với thầy Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ thưa thầy, khi mà hướng dẫn học tập cho các em học sinh bằng phương pháp chủ động trong học tập, khi cả các em không thể đến lớp học bình thường thì các giờ học vẫn hết sức là sinh động, hiệu quả và đồng thời giúp cho các em có thêm những cái kỹ năng mềm trong học tập, đúng không ạ? Thì như chúng ta đã biết thì vừa rồi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cái thông tư 26 thay đổi về cái việc thay đổi và bổ sung điều chỉnh cái thông tư 58 về việc kiểm tra đánh giá học sinh. Và trong đó thì Bộ Dục cũng đã chỉ đạo rất rõ ràng rõ về việc đổi mới các hình thức kiểm tra đánh giá. Và trên cơ sở đó, dù dạy trực tiếp hay trực tuyến thì trong thời gian qua
thì các em cũng đã quen dần cái việc mà thầy cô giáo đã giao nhiệm vụ học tập cho các em về nhà thông qua cái công nghệ 4.0 cũng như là các công nghệ thông tin, để các em tìm kiếm các cái trang thiết bị cũng như là các cái thông tin trên mạng về một vấn đề, rồi sau đó các em cũng thực hiện cái ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi liên lạc với bạn bè và trao đổi qua nhóm về vấn đề mà thầy cô đã giao, để như là cái việc trải nghiệm rồi nghiên cứu thực tế hay là các câu lạc bộ. Qua đó các em hoàn thành một cái bài viết về thuyết trình trong nhóm, để sau đó các em sẽ thuyết trình. Vì vậy thì việc mà ứng dụng công nghệ thông tin trong học online này cũng vậy, các em sẽ rất thuận lợi trong việc tìm kiếm trên mạng để các em bổ trợ kiến thức cũng như các thông tin và thực hiện các cái nhiệm vụ mà thầy cô giáo được giao. Qua đó sẽ rèn cho em các cái kỹ năng về tư duy tổng hợp cũng như cái kiến thức về thuyết trình, về vấn đề kỹ năng thuyết trình, để nâng cao cái phẩm chất và năng lực cho các em học sinh. Thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Giáo dục cũng như là theo cái thông tư 09 về việc dạy online, quản lý việc học cũng như tổ chức dạy học online và kiểm tra đánh giá, thì phải nói rằng hiện nay là chúng ta đã có các cái phần mềm về quản lý việc tổ chức dạy và học rất tốt, cũng như là các phần mềm để mà đánh kiểm tra đánh giá học sinh qua cái việc học online. Trên cái cơ sở là lãnh đạo các nhà trường có kế hoạch để tổ chức dạy online, rồi lập kế hoạch và giao cho các tổ chuyên môn bàn bạc thống nhất những cái nội dung cụ thể cần dạy online cho các em, những kiến thức gì, kiến thức mới hay ôn tập cụ thể, và đã chuyển cho học sinh chuẩn bị nội dung trước khi các em học. Vì vậy đó thì qua việc học online đó cũng đã đem lại hiệu quả rất tốt, đặc biệt là trong tình hình chúng ta phòng chống dịch COVID-19, thì các em ở nhà các em sẽ thực hiện cái việc giao nhiệm vụ của thầy cô giáo thông qua việc học online, và các em vẫn phát triển được những cái kỹ năng, những cái năng lực cần thiết thông qua giờ học và kiểm tra đánh giá online. Tuy nhiên là không phải bạn học sinh nào thì cũng có thể thích ứng được với việc học như thế này. Vậy thì thưa thầy ạ, để đảm bảo việc dạy và học online đạt hiệu quả và cung cấp cho các em học sinh những kiến thức cơ bản, thì các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo sẽ có cái sự hướng dẫn và hỗ trợ các em như thế nào ạ? Thì về vấn đề này thì mặc dù hiện nay chúng ta biết là các cái phần mềm về dạy học online là rất tiến bộ và rất rõ, là có vừa có âm thanh và vừa có cái camera quan sát hình ảnh. Giáo viên sẽ quan sát được tất cả các em học sinh đang tham gia học online. Thứ hai thì như đã nói ban đầu, để cho cái tiết học có hiệu quả về online, bởi vì tất cả các em học sinh có những cái tiếp thu khác nhau và có những kiến thức cơ bản khác nhau. Vì vậy yêu cầu hiện nay của ngành giáo dục đó là gì? Là thầy cô phải chuẩn bị các nội dung dạy học và căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng đối tượng học sinh trên lớp mình mà thầy cô biên soạn nhiệm vụ học tập phù hợp với lại cái đối tượng học sinh. Thứ hai là có những cái hướng dẫn kịp thời thông qua việc nắm bắt cái năng lực của từng em học sinh trên lớp của mình, rồi thầy cô tiếp tục là thực hiện nhiệm vụ dạy và học, tức là tổ chức các hoạt động học cho các em và làm sao là đảm bảo tất cả các em đều tham gia cái việc học tập của mình và thầy cô không bỏ sót bất kỳ một học sinh nào dù đó là đang dạy học online. Tuy nhiên thì việc học online đó thì phải đảm bảo được là các em phải trung thực và phải tích cực hoạt động cũng như là tham gia hoạt động học mà thầy cô đã giao, tránh tình trạng là cái việc là các em sẽ mở camera hay mở máy vi tính lên đó để học tập nhưng mà không tập trung vào học tập hay là không tập trung vào cái việc tương tác đối với thầy cô và tương tác với bạn bè. Đồng thời thì cũng rất mong quý vị phụ huynh, để đảm bảo tốt nữa thì cũng thường xuyên là hỗ trợ giúp đỡ các em trong cái việc học tập online tại nhà và quan sát và giúp đỡ và nhắc nhở các em học nghiêm túc. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn thầy đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
Thưa quý vị, học online đã không còn xa lạ trong lĩnh vực giáo dục, và giữa giảng dạy trực tiếp trên lớp hay là học trực tuyến tại nhà thì đều có ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, tất cả mọi người cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng như là tận dụng ưu điểm của sự phát triển từ cuộc cách mạng công nghệ với kho tri thức trên các trang mạng trực tuyến là vô hạn. Thì việc tạo cho học sinh phương pháp học chủ động cũng như trang bị kỹ năng thu thập, tổng hợp kiến thức mà các giáo viên đang thực hiện là một trong những giải pháp hữu ích với các bạn học sinh. Để điều đó mang lại hiệu quả, vai trò của thầy cô và các bậc phụ huynh vẫn rất quan trọng, hỗ trợ hướng dẫn cho các con. Đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.